xét phản ứng phân hủy khí N2O5 xảy ra thì chúng ta có cái phương trình ha, tôi viết cái phương trình cho chúng ta 2N2O5 đúng không, trạng thái khí này, rồi sau đó sẽ xảy ra phản ứng là 4NO2 cộng cho O2, đúng chưa, và những thằng này đều ở trạng thái khí hết. Ở đây thì chúng ta có những cái con số cân bằng này thì mình chịu khó là mình sẽ mình chịu khó mình ghi bằng mực xanh ha, tôi ghi mực xanh để chúng ta dễ nhìn nha, để cái con dễ nhìn thôi chứ gì chơi. 4 hệ số của O2 không ghi chú gì thêm thì các con hiểu là hệ số 1, không ghi chú gì thêm thì bắt buộc chúng ta phải hiểu là hệ số 1. Rồi, viết biểu thức tính tốc độ phản ứng theo sự biến thiên nồng độ của chất tham gia và sản phẩm theo thời gian. Ok thôi, viết biểu thức thôi, ở câu A đúng không? Rất là dễ mà. Câu A. Rồi, ở câu A này thì mình có là gì? V tốc độ, V tính theo cái tốc độ trung bình, đúng không ạ? Tính tốc độ trung bình, biểu thức tốc độ bình thường thì dựa trên các chất tham gia phản ứng là N2O5 và sản phẩm sinh ra là NO2 hoặc là O2 thì mình có cái tính tốc độ là bằng V là bằng 1/2. Đây các con thấy con số không? Đây là số 2 của N2O5 thì các bạn biết chính là 1/2. 1 phần cho hệ số là 1/2 ha. Đây là 1/2 này, thấy chưa? Rồi bây giờ thôi tôi viết đỏ bình thường nha. Rồi cái số nào mà nó liên quan tới số này không thì tôi móc xuống đây, thấy chưa? Các bạn thấy rõ không? Thì này số 2 nè, thấy chưa? Đó, 1/2 nhân với cho cái biến thiên nồng độ delta của nồng độ của N2O5, delta C của N2O5. Delta C của N2O5 thì các bạn cứ chặn trị đó như vậy giùm tôi. Khi các bạn ghi về mặt toán học các bạn chặn trị đó như vậy, các bạn làm toán trừ thằng nào cũng được hết. Lấy cái lượng ban đầu trừ cho lượng còn lại thì các bạn ra được cái lượng phản ứng. Được không? Ví dụ ban đầu nó cho 0,5 mol mà nó còn lại sau phản ứng là 0,2 mol đi. Thì lúc này các bạn trừ ra thì cái này lúc này phản ứng sẽ là 0,3, 0,5 trừ 0,2 là 0,3 mol. Hoặc mol này mol trên lít chẳng hạn thì là nồng độ mol. Hoặc là mol phản ứng thì là mol bình thường cũng ok. Nhưng mà thường người ta ghi C như vậy là ký hiệu nồng độ. Thì nói chung các bạn cứ chặn trị đó như vậy giùm tôi được. Còn cái thời gian thì hiển nhiên rồi. Delta T tất nhiên thời gian bắt buộc phải là số dương rồi, đúng chưa? Ví dụ nó từ giây thứ 5 đến giây thứ 30 đi thì các bạn lấy 30 trừ 5 là 25, tức là trong khoảng thời gian 25 giây đó nó sẽ phản ứng bao nhiêu, tức là giây hiển nhiên là dương rồi đúng không ạ? Tính thời gian thì hiển nhiên là dương, làm gì có thời gian âm, đúng không? Thì chúng ta phải minh định ở chỗ đó. Cái công thức này sẽ bằng tương tự ha, đó là mình tính theo cái N2O5 là chất tham gia phản ứng. Đấy, hoặc là mình tính theo cái sản phẩm sinh ra là NO2 hoặc là O2 này, thấy không? Thì đối với trường hợp của NO2 trước đi thì hệ số 4 này đúng không? Thì con mang xuống thì này chính là 1/4. Đúng chưa? Số này chính là số 4 này. Rồi ok, 1/4 lúc này thì các bạn ghi cũng tương tự công thức bên cạnh mình thôi. Đó là delta C của NO2 là biến thiên nồng độ của NO2 và các bạn chặn trừ từ đó như vậy giùm tôi là chắc chắn số này phải ra số dương. Đấy. Vậy thôi. Delta C của NO2 ha, trong một cái khoảng thời gian delta T nào đó. Rồi tương tự và cái tốc độ này cũng chính là bằng 1/1 luôn, 1/1. Biết số 1 đâu đúng không? Đây số 1 đây, thấy chưa? Đấy 1/1 của ở đây chính là nồng độ biến thiên nồng độ của O2 là chất sinh ra sao phức. C của O2 là chất sinh ra sao phức và các bạn chia cho delta T, chia cho một khoảng thời gian. Rồi ok. Rồi vậy thôi, là chúng ta có cái hệ thống tính tốc độ trung bình mà dựa trên ba chất N2O5, NO2 và LO2. Đó, dựa trên ba chất này chất nào cũng được hết, tốc độ trung bình trong một khoảng thời gian nào đó. Rồi một khoảng thời gian cố định nào đó, đó là câu A biểu thức tốc độ thời gian biến thiên. Theo sự biến thiên, đây là công thức tính tốc độ theo sự biến thiên nồng độ của các chất. Sự biến thiên nồng độ của chất là có sự thay đổi nồng độ các chất. Được chưa? Rồi là xong câu A. Rồi tiếp tục tới câu B ha. Sau khoảng thời gian T thì tốc độ tạo thành của O2 là bao nhiêu đó, 9 × 10^6 m lớn trên giây, đúng không ạ? Tính tốc độ của các chất còn lại trong phản ứng. Ở câu A á, là chúng ta xét cái tốc độ trong một khoảng thời gian. Còn ở câu B á, là người ta đo nồng độ ở tại một cái thời điểm nào đó. Đúng rồi, thì công thức này nó hơi khác tí xíu. Khi mà chúng ta đo nồng độ tại một cái thời điểm nào đó thì ngay tại thời điểm đó tôi đo được nồng độ là 0,3 chẳng hạn. Thì cái này cái 0,3 này chính là không, tôi ví dụ là 0,3 này là 0,3 số mol, biết là số 0,3 mol phản ứng của N2O5 để tạo ra theo đúng tỷ lệ mol trong hệ số cân bằng của NO2 và O2. Lúc này chúng ta sẽ có một cái hệ thức nền tảng. Cái công thức ở câu A thì tôi đã ghi trong phần mô tả, trong phần lý thuyết tôi đã dạy trong nhóm học của mình, đúng rồi, thì dạy các con trong nhóm học của mình rồi. Thì cũng có một phần lý thuyết nữa, đúng rồi.
Cái phần lưu ý bạn thấy rõ không? Tính theo tỷ lệ mol trong phương trình hóa học của cái tốc độ phản ứng, chúng ta vẫn có thể tính theo tỷ lệ mol cũng được. Tỷ lệ mol trong phương trình là một cái gì đó rất là vi diệu mà chúng ta có thể tính toán được rất là nhiều thứ trong đây, đúng chưa? Thì tôi mới ghi như thế này. Đây, rồi các bạn ghi câu A lại ha. Bây giờ tôi sẽ bỏ câu A nha. Tôi bỏ câu A để tôi có chỗ tôi làm câu B cũng gì chưa. Rồi, ok, các bạn có thể chụp màn hình lại. Rồi, ở trong câu B á, thì thầy ghi như thế này, tính theo tỷ lệ mol đúng không? Thì ví dụ như là trong trường hợp của hệ số cân bằng 241 nó có sẵn rồi, thì lúc này mình có được gì? V tiêu tốn, V tiêu tốn của V tiêu tốn này, V tiêu tốn của N2O5, V tiêu tốn của N2O5 đúng mà. Rồi tạo ra NO2 là cái này là V tạo thành, là tốc độ tạo thành, V là tốc độ nha, đúng không? V viết tắt trong phần chương này của mình là tốc độ. V tạo thành của NO2 và dưới này là V tạo thành của O2, V tạo thành của O2. Thì những cái này chúng ta sẽ có cái hệ số tỷ lệ, đúng giờ. Rồi các bạn nhìn thấy nè, nó ví dụ chưa, nó thì chúng ta sẽ có là gì, chúng bằng nhau. Rồi các con có thể đọc được không? Đây tôi đọc cho chúng ta ha, tôi viết đen nha. Chúng ta có những cái tỷ lệ cực kỳ bằng nhau, cái tỷ lệ bằng nhau trong cái hệ trong cái hệ số cân bằng đã có sẵn của phương trình, một phương trình đơn giản ha. Hai chia cho tốc độ tiêu tốn của N2O5 sẽ bằng 4 chia cho tốc độ tạo thành của NO2 và bằng 1 chia cho tốc độ tạo thành của O2. Đó là cái tỷ lệ cực kỳ quan trọng trong cái nền tảng phương trình của chúng ta. Rồi ok, các bạn cứ gáp số vào là các bạn ra. Rồi, để cho chúng ta sau khoảng thời gian đúng không? Tốc độ tạo thành của O2 là 9. Dưới này mình có tốc độ tạo thành của O2 rồi. Mình có tốc độ tạo thành của O2 này rồi, đúng chưa? Vậy là mình ghi ra thôi. Vậy mình có phương trình là gì? 2 chia cho V tiêu tốn. V tiêu tốn là của N2O5. V tiêu tốn của N2O5 sẽ bằng 4 chia cho V tạo thành, V tạo thành của NO2 và bằng luôn cho 1 chia cho V tạo thành của O2. Đề cho rồi, tôi ghi số luôn, tôi không ghi đó nữa. V tạo thành của NO2 là tốc độ thành của O2 chính là bằng 9 nhân 10 mũ trừ 6. 9 nhân 10 mũ trừ 6, 9 nhân 10 mũ trừ 6, 9 nhân 10 mũ trừ 6, M lớn trên dây. Đó, số 9 đẹp, ghi gớm thiệt. Ghi số 9 lại, rồi ok. Rồi xong, các bạn có sẵn hết trơn rồi, quá dễ, đúng chưa? Rồi ok, vậy xong hết trơn rồi đó các con ơi. Rồi vậy là chúng ta tìm này đúng không? Thì muốn tìm thằng này nhân chéo chia ngang thôi. Lấy 9 nhân mũ trừ 6 nhân 4 chia 1 thì ra được con số cần tìm. 9 mũ trừ 6 nhân 4 chia 1 là ra V tạo thành của NO2 ha. Rồi xong xuôi. Thế thôi. Rồi ok ha. Rồi lấy máy tính bấm 9 mũ trừ 6 nhân 4 chia 1. 9 nhân 10 mũ trừ 6 nhân, nãy mình nói nhân 4 chia 1, nhân chéo chia ngang mà, chia 1 hiển nhiên rồi. Là 0,00036 mà để cho nó đồng nhất với nhau luôn á, thì các bạn ghi 12456. Vậy hôm nay chúng ta có được là gì? 376 nhân cho 376, chúng ta có thể rút ra cái số này cũng được đúng không? 36 nhân 10 mũ trừ 6. Đúng chưa? 36 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi hôm nay mình suy ra thôi. Suy ra sao để cho nó đẹp đẹp này. Rồi lúc này mình suy ra nha. V tạo thành, tôi ghi tắt nha, V tạo thành nha các bạn. V tạo thành của NO2. Rồi nãy như mình đã nói với nhau rồi, 4 nhân cho 9 nhân mũ trừ 6 chia 1 đúng không? Thì mình ra được con số là 1,2,3,4,5,6. 36 nhân 10 mũ trừ 6, 36 nhân 10 mũ trừ 6, 36 nhân 10 mũ trừ 6. Hay các bạn có thể đọc là 3,6 nhân 10 mũ trừ 5 cũng được. 3,6 nhân 10 mũ trừ 5 hoặc là 36 nhân 10 mũ trừ 6 tùy chúng ta thôi. Rồi tất nhiên là đơn vị sẽ là M lớn trên dây ha. M lớn trên dây. Rồi tương tự ha. Trong xuôi chỗ này. Rồi tương tự, mình có được cái mình có được cái V tiêu tốn của N2O5 sẽ bằng đây. Rồi chúng ta làm được là 9 mũ trừ 6 nhân 2 chia 1 thì ra được con số cần tìm.
9 mũ mũ 6 nhân 2 chia 1. Dưới này chỉnh lại xíu, nhân 2 chia 1. Mọi thứ giữ nguyên như cái này, nhân 2 chia 1 thôi. Ra 18 nhân 10 mũ trừ 6. 18 nhân 10 mũ trừ 6. 18 nhân 10 mũ trừ 6 và tất nhiên đơn vị cũng là trên dây. Đây, 18 nhân 10 mũ trừ 6. Thấy chưa? Thì các bạn đọc có thể là 1,8 nhân 10 mũ trừ 5 cũng là đó. 1,8 nhân 10 mũ trừ 5. Nói chung cái này là bên kỹ năng chúng ta bấm máy tính và chúng ta quy đổi về các con số đơn giản thôi. Rồi vậy thôi, chấm hết. Các bạn có gì không rõ có thể bình luận bên dưới ha. Đây là cái phần mà nó cũng khá là nền tảng mà tôi có đưa trong cái bài tập của mình. Rồi chưa? Tôi nhắc lại nha. Cái tốc độ tiêu tốn hay là tốc độ tạo thành nó vẫn là chính xác theo đúng cái tỷ lệ mol trong phương trình cân bằng tại một cái thời điểm nào đó, tại một cái thời điểm nào đó của phương trình. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ các bạn có thể bình luận. Xong xuôi.